Xin chào cả nhà. Em đang ở sân bay để bay về cái tỉnh của em á cả nhà. Cả nhà thắc mắc hỏi tại sao không thấy chồng em lên sóng, là tại là em có nói là em đi qua thăm mẹ. Thì cái tiệm nail của em gái em bận quá thì em phụ làm giùm nó nữa. Vừa thăm mẹ vừa làm nữa nên chị rất là bận rộn luôn. Thì bây giờ em đang ở sân bay để bay về gặp chồng em nè cả nhà ơi. Bây giờ em rất là đói bụng vì 12 giờ em mới bay, giờ mới có 10 giờ mấy à. Thì bây giờ em ăn tạm cái bánh này nha. Cái bánh này là bánh chà bông và có thêm cái rong biển nữa nè. Hồi nãy em gái em đi chợ thì mua cho em một cái bánh này. Thì em xin mời cả nhà ăn thử với em ha. Cũng ngon phải nào. Cái loại bánh này là giá 2 đồng mấy á. Rất là ngon luôn. Nếu ngày mai em đến nhà rồi á, em khỏe á, thì em rủ chồng em lên sóng ha. Nó ngon thiệt á. Ở trong nó có nhân thịt. Ở trong này cả nhà, ở trong này. Ngon mà nó hơi mặn. Thôi em xin chào cả nhà ở đây ha. Hẹn lại cả nhà ngày mai. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.